Hello, xin chào các anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với Coin68 TV. Như các anh em đã biết thì Axie Infinity sắp tung ra Season 20. Và trước khi tung ra Season 20 khoảng 2 tuần thì Axie Infinity đã tung ra một bản Balance Buff, có nghĩa là bản cân bằng sức mạnh. Thì mục đích của bản cân bằng sức mạnh này đó chính là chỉnh sửa, tăng sức mạnh những cái card mà đang yếu thế ở hiện tại, cũng như là giảm những cái card mà đang quá là mạnh. Và chúng ta sẽ trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhìn xem là những card nào đã sẽ được tăng, những card nào sẽ bị giảm sức mạnh, và đánh giá cái sự tăng giảm đó để xác định được mùa 20 chúng ta sẽ có những chiến thuật như thế nào, nên mua những cái con pet như thế nào để có thể leo rank cao trong mùa 20 nhé. Vâng, có một điều cần các bạn lưu ý trong bản cập nhật này, đó chính là bản cập nhật này trong khoảng thời gian diễn ra 2 tháng thì nó sẽ không hoàn toàn là cố định. Những cái thay đổi về cả sẽ không hoàn toàn là cố định, và nhà phát hành sẽ có thể tung ra những bản hotfix để có thể thay đổi, chỉnh sửa ngay lập tức khi cần thiết trước mùa Season 20 diễn ra. Và một khi mùa Season 20 đã bắt đầu thì những cái card này hoàn toàn sẽ bị giữ nguyên và sẽ không thay đổi nữa. Đấy, đây chính là một cái điều mà các bạn cần lưu ý. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng tiến đến xem là những card nào sẽ được tăng sức mạnh nhé. Như trên hình các bạn đã thấy thì đây là toàn bộ những cái card sẽ được tăng sức mạnh lần này. Các bạn có thể để ý ra những cái card được tăng sức mạnh lần này hầu hết xếp hạng ở B, C, D, E tier. Đó là những cái tier có nghĩa là thấp nhất, những cái tier mà đang yếu thế trong cái tình hình hiện tại, so với lại những cái tier cao như là S, A chẳng hạn. Đấy, thì cái việc thay đổi tăng sức mạnh những cái tier thấp như lần này giúp có thể tăng giá trị những cái con pet mà đang yếu, đang được thấp, đang được bán với mức giá rất là thấp trong thời điểm hiện tại. Đấy, thì chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết xem là từng cái hệ sẽ được tăng sức mạnh như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn lại hệ aquatic, hệ cá. Thì bản tăng sức mạnh lần này có một số điều chỉnh, nhưng tuy nhiên là những cái hệ cá như thế này thì sẽ được tăng sức mạnh rất là ít thôi. Ví dụ như là mình sẽ cùng đi vào từng cái card nhé. Ví dụ như là card Shelter này thì giáp từ 120 giáp, từ 115 giáp nó sẽ được buff thêm 5 giáp nữa là thành 120 giáp. Đấy. Card Swallow này từ 80 dam gây thêm 80 dam thì bây giờ sẽ được thêm 10 dam nữa là cộng là sẽ gây thêm 9 dam. Đấy. Tiếp theo cái card Shipwreck thì nó sẽ được tăng từ 60 dam lên 70 dam, và giáp cũng được tăng từ 90 giáp lên thành 95 giáp, và nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên là cái card Shipwreck này mình không chắc là nó là tăng hay nó là giảm, tại vì là thay vì cái tăng cái sức mạnh nó thay đổi là apply attack cộng to this AC if Shipwreck, có nghĩa là tăng cái lực tấn công khi phá được cái giáp của đối phương ấy, thì nó chỉ trước đây là mình có thể sau khi phá giáp là đánh thêm là nó vẫn có thể tăng được thêm sức mạnh nữa. Tuy nhiên là bây giờ nó thêm một cái dòng, nó là can only trigger once per round, có nghĩa là chỉ có thể phá tăng thêm sức mạnh trong một lần mỗi ván thôi. Thì cái này cũng là, nếu mà giả sử như là một con bạn mình ra 2-3 lá như thế này chẳng hạn mà mình tấn công đối phương thì bây giờ mình sẽ không được tăng thêm nhiều sức mạnh nữa. Tuy nhiên là cái việc buff của cái card này mình thấy vẫn là khá là ổn. Tiếp theo đó là cái card Star Shuriken. Sau khi được điều chỉnh thì sẽ tăng từ 110 dam lên 115 dam. Và cuối cùng đó là card Fisuk. Là sẽ tăng từ giáp, từ 20 giáp lên thêm 25 giáp, thêm một ít chống chịu. Thì nhìn toàn thể cái card, những cái card sẽ được buff lần này thì đó là những cái card mà các bạn cũng có thể thấy rất là quen, đó là chính là đội hình của mùa cái đây hai mùa chẳng hạn, mùa hình như là mùa 18 hay phải, thì cái đội hình này rất là quen thuộc,
Và sau khi lên mùa 19 cập nhật một cái thì cái đội hình team cá đã bị nớp thảm hại luôn, và những cái con, tất cả những cái con cạc mà nó được ưa chuộng sẽ bị đều đã bị kiểu giảm sức mạnh khá là nhiều và người ta sẽ không còn ưa chuộng nữa. Thì mình nghĩ cái bản cập nhật này sẽ gọi là cân bằng một chút phần nào với những ai mà đã sở hữu những con pet cá mà đã có những cái cạc như thế này. Đấy, hết Aqua rồi thì chúng ta sẽ đến cạc Beast nha. Đấy, thì nhìn vào nhìn tổng thể những cạc Beast này thì có Night Steel này, cái Ivory Staff này và cái Cell Rally này cũng khá là quen thuộc đối với lại những ai mà hay chơi cạc Beast. Thì việc thay đổi như thế này đồng nghĩa là Beast sẽ được những cái cạc Beast C Tier D Tier này sẽ được tăng sức mạnh lên, và mình thấy khá là nhiều chứ không phải là ít. Ví dụ như là chúng ta hãy cùng nhìn vào từng cái một. Thì ví dụ như là cạc Night Steel này thì tăng đam từ 80 đam lên tận 90 đam liền, và tăng cộng thêm giáp từ 10 giáp lên 20 giáp nữa. Thì cái cạc Night Steel này ngày xưa thì nếu mà bạn nào chơi Beast thì có thể thấy là cái 80 đam ấy nó cũng không được nhiều lắm. Mục đích chủ yếu của con này đó là cướp năng lượng từ đối phương thôi. Thì cái việc tăng giáp lẫn tăng tăng đam này sẽ đồng nghĩa với việc những quân bài tăng cướp đối phương, Beast cướp năng lượng của đối phương sẽ quay trở lại. Tiếp theo nó là Woodman Power, có nghĩa là khi những con nào Beast nào mà đánh những cái con pet con plant ấy, con cây ấy, thì nó sẽ gây thêm đam. Đấy. Không phải gây thêm đam mà là tăng thêm giáp. Đấy, thì việc khiến Beast chống lại những cái con plant rất là hiệu quả. Thì trong bản cập nhật đợt này thì nó sẽ được tăng từ 80 đam lên thành 90 đam. Đấy, tăng thêm một ít đam cho con Beast này để có thể gây thêm đam cho những con plant. Tiếp đó là Ivory Staff. Thì cũng như là lá High Steel này thì Ivory Staff cũng chỉ dùng để tăng thêm năng lượng của mình khi mà kết hợp với lại cái lá bài chắc chắn gây chí mạng khi mà kết hợp với lại hai lá nữa. Thì thường thường lá này sẽ chỉ gây tác dụng bổ trợ thôi. Tuy nhiên là lần này thì nó sẽ được tăng lên đam từ 80 đam lên 90 đam liền. Và mình nghĩ là nó cũng khá là một sự thay đổi khá là lớn đối với lại những con bài Beast này. Tiếp đến đó là Celery. Thì lá bài này không có năng lượng cho nên là hầu hết những ai đều có thì đều sử dụng để có thể tăng thêm một ít giáp. Và nếu mà giả sử như là kết hợp với những con bài mà gây đam thì có thể gây thêm tăng thêm chí mạng, tại vì nó cộng moral, cộng cái phần chí mạng cho AC. Đấy, thì con bài này sẽ được tăng giáp từ 30 giáp lên thành 40 giáp, cũng khá là ok. Tiếp theo đó chính là lá bài Gerby Jump, là skip qua hai cái con target gần nhất. Nếu mà có nhiều AC đang còn, chứ không phải là nếu mà giả sử là team đối phương có một con thì mình sẽ không được sử dụng lá bài này. Thì con bài này sẽ được tăng từ 40 đam, tăng thêm 50 đam. Thì thường thường những cái con bài mà skip qua đối phương này ấy, thường thường nó chỉ có tác dụng là định hướng cho con pet mình có thể đánh được con đối phương. Thì lần này thêm lá bài này vào thì mình nghĩ Beast sẽ trở nên khá mạnh hơn so với lại là ngày xưa. Tiếp thì đến lá bài của Bird, là những lá bài của những mấy con chim ấy. Thì các bạn nhìn thấy tổng thể chim được buff khá là nhiều. Đấy, chim được buff khá là nhiều, và chúng ta hãy cùng đi chi tiết vào những cái lá bài này nhé. Đầu tiên là Heartbreak, thì con bài này không tăng đam mà nó sẽ chỉ tăng giáp thôi. Tuy nhiên là cũng có thể gọi là tăng một chút trao đổi chống chịu khi mà solo 1-1 với đối phương, tại vì là bớt những con chim này máu rất là dấy, cho nên là việc tăng giáp này có thể giúp cho không bị con chim của mình không bị one shot bởi đối phương chẳng hạn. Đấy. Tiếp theo đó là lá Ill Augmented. Thì trước nó chỉ là 110 đam thôi, bây giờ sẽ tăng lên 120 đam. Tiếp theo đó là con Trump này. Con Trump này cũng sẽ được tăng 5 đam từ 120 lên 125. Hungry Bird thì cũng tăng, để mình xem nào.
Hungry Bird sẽ được tăng từ 110 đam lên 120 đam. Đấy, cái lá bài Sun Armor ngày xưa là chỉ có 40 đam thôi, bây giờ tăng lên tận 80 đam liền, có nghĩa là gần gấp đôi luôn. Và giáp thì đương nhiên là sẽ giảm rồi. Giáp sẽ từ 90 giáp giảm xuống còn 50 giáp. Đấy. Tiếp theo là Puffy Smack là cái lá bài skip những con mà đang ở trạng thái last stand ấy, thì nó sẽ tăng từ 100 đam lên 110 đam, giảm 10 giáp, từ 50 giáp xuống còn 40 giáp. Thì các bạn có thể nhìn thấy hai lá bài này. Hai lá cái nhất là cái lá bài Sun Armor, ngày xưa là cái lá bài phế, tại vì là con bird là những cái con mà có thể gọi là ám sát đối phương. Đấy, một one shot đối phương mà tự dưng lòi ra cái lá bài bọc giáp. Đấy, đam thì không có nhiều. Thì thay vì bây giờ thì những cái con có cái lá bài này sẽ gây nhiều đam hơn, thì các bạn có thể nhìn toàn tổng thể là đam sẽ được búp nhiều và con bird sẽ hoàn thành được cái vai trò làm sát thủ của mình so với lại là mùa trước. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi đến phần con Buck. Con Buck thì mùa vừa rồi thì cũng khá là khỏe rồi, cho nên là lần này búp chỉ có hai lá bài để búp thôi, đó là Mystic Rush thì từ 30 đam lên thành 35 đam, và cái Groot Surprise gây sợ hoảng sợ đối phương từ 100 đam lên 110 đam, và cũng tăng thêm 10 giáp nữa là từ 50 giáp lên thành 60 giáp nữa. Thì theo mình nghĩ cái con Groot Surprise này khá là mạnh, tại vì là khi mà nó đánh những cái con mà bị giáp ấy, nó sẽ bọc giáp, nó sẽ làm hoảng sợ đối phương, và bây giờ cộng thêm đối búp nữa thì những cái lá bài này sẽ sắp tới là sẽ khá là ok trong tương lai. Rồi, chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ nhìn đến con đo này. Đo thì sẽ không có được búp gì. Dust cũng thế. Đo, Dust, Make cũng không có. Ba cái con mà kiểu hơi kỳ dị này thì không được búp lá nào cả. Tiếp theo đó là Plan. Plan thì các bạn có một số con ở đây, các bạn nhìn thấy toàn là E-Tire, D-Tire và D-Tire cả. Thì cái con Carrot Hammer này mình thấy là khá là nhiều lá bài Plan được Plan sử dụng, và nó cũng khá là tốt, tăng thêm giáp lại còn tăng thêm năng lượng nữa, và lần này nó cũng sẽ được búp thêm. Đấy, thì mình sẽ cùng đi vào chi tiết nhé. Đó là Bamboo Clan. Đấy, Bamboo Clan thì đầu tiên sẽ được búp giáp từ 70 giáp lên thành 80 giáp, cũng là một sự thay đổi nhỏ nhỏ. Sự thay đổi lớn nhất ở đây đó là lá bài Forest Spirit này, lá bài mà búp búp máu cho đối phương. Nhất là cái lá bài này nghe rất là vô dụng, tại vì là ví dụ như là những cái con cây ấy, nó là tăng thì thường thường nó phải đứng trước đúng không? Thì trong cái mùa vừa rồi thì cái lá bài này là búp máu cho những cái con đứng trước, thì mà con cây đứng trước rồi thì nó không búp máu được cho ai nữa, thì lá bài này sẽ thành lá bài cực kỳ vô dụng đối với những con cây tăng như thế. Tuy nhiên trong sự bản cập nhật lần này thì nó thay vì nó búp máu búp 190 máu cho con pet đứng trước, thì nó sẽ chỉ búp 120 máu thôi. Tuy nhiên nếu mà không có con pet nào đứng trước thì nó sẽ tự búp cho mình, đồng nghĩa với việc nó sẽ trở thành một con bài khá là ok, khá là ổn cho những con pet như thế, và thậm chí những cái con pet như là con beast mà hoặc là những cái con khác mà chẳng may like phải có một cái lá bài này chẳng hạn, thì thường thường nếu mà giả sử nó đứng thứ hai, đứng thứ ba đi chẳng hạn, mà nó có lá bài này mà những con khác của nó đứng trước nó chết hết rồi, thì hoàn toàn có thể con lá bài này hoàn toàn có thể phát huy tác dụng của mình. Và mình nghĩ đây sẽ là một lá bài khá là ổn trong thời gian tới, không còn phế như trước nữa. Tiếp đó là cái Carrot Hammer thì nó sẽ tăng từ 70 đam lên 80 đam, và sẽ tăng một ít đam chứ còn không còn gây ít đam như ngày xưa nữa. Tuy là 10 đam nghe thế thôi, nhưng mà nó cũng sẽ góp phần thay đổi rất là quan trọng đối với lại là những cái cuộc chiến mà gọi là cực kỳ cân bằng, thì 10 đam nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng ấy. Tiếp đó là Aqua Deflect là những lá bài phản team Aqua. Giả sử như là có team cá mà đánh vào mình thì mình có những cái lá bài, con nào có lá bài này thì nó sẽ skip qua, thì đồng nghĩa với việc là cái lá bài này giáp nhiều. Nếu mà team mục đích của mình bọc giáp thì cái lá bài này giáp nhiều không để làm gì đối với lại cái con những con cá. Tuy nhiên cho nên là lần này nó
nó búp búp đam rồi, nó không búp giáp nữa, nó búp 70 đam lên thành 80 đam thì thôi cũng được đấy. Rồi tiếp theo đó, đội hình cuối cùng nó được búp đó chính là đội hình Reptile. Reptile thì sẽ có hai lá bài để búp, đó là Tiny Swing, đó là gây thêm đam sau khi được sau khi qua vòng thứ tư, có nghĩa là những trận đấu nó càng ngày càng dài thì nó sẽ gây càng nhiều đam. Thì từ 80 đam nó sẽ tăng 85 đam, và giả sử như là tăng thêm 150% đam nữa thì cũng tăng thêm gọi là 7,5 đam đấy, 7,5 đam sau round thứ tư ấy, thì không cũng được, nó cũng là một thay đổi rất là nhỏ. Tiếp theo đó là Neurotoxin, thì lá bài này thường thường hay kết hợp với những cái con độc, đó là giảm đam của đối phương nếu mà đối phương đang bị dính độc, thì lá bài này sẽ tăng giáp, được búp tăng giáp từ 55 đam sẽ thành 65, 55 giáp sẽ thành 65 giáp, thì nó cũng là một thay đổi nhỏ, không đáng chú ý lắm. Rồi đây là tất cả những cái quân bài và sẽ được búp đợt này. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ hay cùng tìm hiểu những cái lá bài bị giảm sức mạnh nhé. Đây, anh em có thể thấy đây là tất cả những cái lá bài sẽ bị giảm sức mạnh đợt này. Thì các em có thể thấy là hầu hết những lá bài này hiện đang nắm giữ S-Tier, có nghĩa Tier cao nhất, khỏe nhất của S-Tier, A-Tier này, B-Tier này. Đấy, không có con nào DE mà nhà phát hành giảm sức mạnh hết, thì chuyện này là chuyện đương nhiên. Đấy, thì tất cả những cái lá bài S-Tier, hầu hết tất cả những lá bài S-Tier sẽ bị giảm sức mạnh. Đấy, và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu từng hệ nhé. Đầu tiên là hệ Aquatic. Aquatic thì sẽ có 4 lá bài sẽ bị giảm sức mạnh. Thì đầu tiên là Aqua Vitality, hồi máu. Đấy, sau khi bị giảm sức mạnh thì nó sẽ giảm từ 80 đam xuống còn 70 đam. Giáp cũng bị giảm từ 35 xuống còn 30. Đấy, Aquaponic, hai lá bài này cũng đều tăng sức mạnh như nhau, khi kết hợp nó sẽ rất là mạnh. Tuy nhiên bây giờ đều cũng bị giảm sức mạnh, đó là từ 80 đam xuống còn 70 đam và từ 35 xuống còn 30. Đấy, thì điều này khiến cho những con bài mà có hai lá, những con cá mà có hai hệ như thế này chơi theo kiểu giằng co sẽ không còn được khỏe như ngày xưa nữa. Đấy. Và lá tiếp theo là lá Hero Bane. Lá này cũng rất là khỏe, tuy nhiên là lần này sẽ bị giảm từ 120 đam xuống còn 110 đam. Đấy. Và từ 30 giáp xuống còn sẽ còn xuống còn 25 giáp. Cái criticism này, mục tiêu chủ yếu của nó vẫn là việc target cái con mà đánh cái con mà nằm ở xa nhất, cho nên là việc giảm sức mạnh nó cũng không thay đổi nhiều lắm, tuy nhiên là cũng đóng góp một phần trong việc giảm sức mạnh của những con cá đang sở hữu những lá bài này, đó là từ 30 giáp nó sẽ tụt xuống còn 30 đam tụt xuống còn 25 đam. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến tầng Beast. Những cái con Beast đang bài dị mùa 18 mà bài khỏe mùa 19 thì bây giờ cũng sẽ bị giảm sức mạnh. Đó là cái Heroic Reward này thì sẽ bị giảm từ 60 đam xuống còn 55 đam. Cái Hair Dagger rút một lá bài khi mà AC đầu tiên này đánh đầu trong trận đấu, thì cái này mình nghĩ là nó cũng không có tác dụng gì nhiều, tại vì là hầu hết những cái con mà đánh đầu trong trận đấu toàn là con aquatic, con cá hoặc là con chim chẳng hạn. Đấy, thì may gọi là lên cao lắm thì mới gặp những cái đội hình dị mà nó không được nhiều giáp, nó không được nhiều tốc độ tấn công thì mới lá bài mới phát huy được tác dụng thôi. Thì tuy nhiên là nó sẽ bị giảm nhẹ từ 120 đam xuống còn 115 đam, từ 30 giáp xuống còn 20 giáp. Đấy, Acrobatic sẽ bị giảm 5 giáp từ 50 xuống còn 45 giáp. Và nó sẽ có một thay đổi nhỏ, đó là con này cái hiệu ứng tăng tốc độ đánh của nó, tăng tốc độ đánh của pet nếu mà sử dụng, thì bây giờ nó bắt buộc phải kết hợp với lại những lá bài khác, kết hợp với lại một lá bài khác thì nó mới được sử dụng, có nghĩa đồng nghĩa lá bài này không được không combo một mình được nữa. Đấy, thì khi combo được với một cái lá bài khác thì nó mới phát huy được hết tác dụng của mình. Đấy, tiếp theo sẽ là lá bài Sugar Rush này. Thì lá bài Sugar Rush này sẽ bị giảm sức mạnh từ 125 xuống còn 120 thôi.
cũng giảm nhẹ. Thì so sánh với việc những cái lá bài đã được búp thì lần này Bix sẽ không bị giảm sức mạnh quá nhiều, quá là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm những cái lá bài giảm sức mạnh của bird hàng chim. Thì nó cũng nhìn qua thì các bạn có thể thấy là những cái lá bài này cũng không ảnh hưởng là nhiều lắm đến bird, tại vì cái ví dụ như là cái egg bomb này giảm từ 120 đam xuống còn 110 đam. Thì cái con bài egg bomb này thường thường hay kết hợp với lại con bài mà tuyên chiến ấy, lá thư tuyên chiến ấy, là nó sẽ sau khi mà dùng cái này thì nó sẽ tạo ra một cái aroma mà hút những thằng khác đánh mình ấy, thì sau bắt đầu là nó sẽ trả lại cái, nó sẽ lấy cái debuff này nó sẽ ném vào đối phương luôn, cho nên là một cái lượng đam của lá này cũng không được quá là chú trọng cho lắm, tuy nhiên là nó cũng sẽ bị nớp nhẹ. Tiếp theo đó là Smart Shot và Dark Swoop này, hai lá bài này thì đều có tác dụng là vượt qua hàng phòng thủ của đối phương để có thể tiến thẳng đến với những cái con pet quan trọng đằng sau và kết liễu đối phương. Nó là sát thủ ấy thì cả hai lá bài này cũng đều bị giảm đam, ví dụ con Smart Shot này từ 50 đam xuống còn 40 đam, tuy nhiên là sẽ được tăng giáp từ 10 giáp lên 20 giáp, và còn cái Dark Swoop này thì sẽ từ 20 đam xuống còn 10 đam. Đấy, thì nó cũng không quá là quan trọng cho lắm, tại vì là con bird vừa rồi như các bạn đã thấy vừa rồi là nó tăng sức mạnh quá là nhiều luôn, cho nên là cái việc giảm hai cái lá bài mà không quan trọng như thế này thì sẽ không có tác dụng gì nhiều, không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái lá bài bug bị giảm sức mạnh. Thì như các bạn đã thấy biết vừa qua là bug đã có một mùa rất là thành công và những con bài mạnh rất là nhiều, lần này được giảm sức mạnh cũng rất là nhiều. Đầu tiên là lá bài Thundercrow. Không, nếu mà các bạn nhìn thấy thì những cái bài thì có tác dụng như là giảm, loại bỏ một cái cạc của đối phương gây thêm 200 đam, hoặc là cũng loại bỏ cạc của đối phương như thế này, thì bây giờ thay vì có thể hoàn toàn có thể được sử dụng một mình thì bây giờ bắt buộc phải combo với lại một cái cạc khác mới có thể được sử dụng. Đấy, kể cả lá bài 5 Link Reaction, lá bài rất là khó chịu này cũng bây giờ cũng bắt buộc phải kết hợp với lại một cạc khác thì mới được sử dụng. Đấy, đây đồng nghĩa với việc là hoàn toàn giảm một ít sức mạnh của cạc, bắt buộc những cái con pet nào mà có cạc này phải kết combo với lại một cạc khác. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn với sạc Thunderclaw này. Nó sẽ không thay đổi gì về việc lượng đam của nó, tại vì đam của nó cũng khá là thấp rồi. Rồi, con Groot Explore từ 70 đam xuống còn 65 đam, giảm một ít. Third Gland này cũng từ 90 đam tụt xuống còn 80 đam. Athletic Base này cũng giảm sức mạnh từ 90 giáp xuống còn 80 giáp. Thì cái cạc này nó giáp nó rất là to liền, cho nên là cái đợt này sẽ giảm một ít giáp. Tuy giảm giáp nhưng mà nó vẫn là gọi là một cạc mạnh, tại vì nó giảm không nhiều lắm so với lại lượng giáp mà nó tạo ra. Đấy, và mục đích của cái cạc này cũng là cuối cùng cũng chỉ là gây choáng những cái con aquatic hoặc là những con chim, con cá hoặc là những con chim mà tấn công cái cạc này thôi. Đấy, cạc numbering reaction này thì sẽ không thay đổi về gì về lượng đam và lượng giáp. Và cuối cùng là cạc twin needle này cũng sẽ thay đổi từ 40 đam xuống còn 35 đam, tại vì là cạc này bây giờ không dùng năng lượng, cho nên là việc thay đổi này đồng nghĩa việc là lượng đam và đam thêm của cái cạc này cũng sẽ bị giảm đi. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ cùng xem, như các bạn có thể thấy là cũng giống như là những cạc được tăng sức mạnh thì những cạc được giảm sức mạnh thì cũng không có tên của Dawn, Dusk và Mech. Thì tại vì là những cạc này mùa vừa qua cũng thường thường thôi. Tiếp theo là Plan. Plan thì những cái lá bài mà các bạn hay sử dụng của Plan như là Pricky Chap, Spicy Surprise, Defense Scan và Drain Bite đều được bị giảm sức mạnh cả. Thì chi tiết như sau, Pricky Chap sẽ bị giảm 5 đam từ 115 đam xuống còn 110 đam. Drain Bite cũng sẽ từ 60 đam xuống còn 55 đam. Hot
hot butt là gây 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 câm lặng cái skill mồm của đối phương cũng sẽ bị giảm từ 90 đam xuống còn 80 đam. Và cuối cùng là clean sense, giải hiệu ứng thì sẽ từ giảm giáp từ 50 giáp xuống còn 45 giáp. Thì nó cũng là một thay đổi nhỏ cho những cái cạp mà hiện tại bây giờ đang quá là mạnh so với lại meta hiện tại. Rồi tiếp theo sẽ là cuối cùng sẽ là Reptile. Những cạc Reptile thì hai cái cạc Reptile này các bạn như các bạn lên rank 1800 trở lên thì các bạn sẽ có thể thấy là cái cạc Ivory Chop và cạc Surprise Invasion này rất là mạnh. Những Tiger trên thì hôm nay sẽ bị giảm sức mạnh. Thì Ivory Chop sẽ được giảm sức mạnh từ 80 đam xuống còn 70 đam. Giảm 10 giáp từ 80 giáp xuống còn 70 giáp. Surprise Invasion thì cũng bị giảm đam từ 90 đam xuống còn 80 đam thôi. Và khi mà bạn có nhiều những cái cạc như thế này mà các bạn đập vào, nhất là những cái cạc mà tăng phần trăm đam, tăng ví dụ cái cạc này tăng 130% đam chẳng hạn, thì việc giảm đam của nó đồng nghĩa với việc là giảm cái đam sau khi kết hợp với hiệu ứng khá là nhiều. Đấy. Rồi, tiếp theo đó là Venom Spray. Thì cái cạc Venom Spray này này, mục tiêu cái mục đích của nó vẫn là gây độc, cho nên là việc giảm sức mạnh của nó cũng không được quá là ảnh hưởng nó cho lắm, từ 30 giáp xuống còn 20 giáp. Đấy. Cái Sneaky Raid này cũng thế, cái hiệu ứng của nó quan trọng hơn rất là nhiều so với lại việc những cái đam, những cái giáp mà nó gây lại. Tuy nhiên là cũng gọi là một ít giảm sức mạnh cho những cái class Reptile mùa vừa rồi, đó là giảm từ 40 giáp xuống còn 30 giáp. Rồi, ngoài những cái thay đổi về việc tăng sức mạnh những cái cạc đang quá yếu và giảm sức mạnh những cạc đang quá mạnh hiện tại, thì nó sẽ có một sự thay đổi về việc tính toán lượng đam của skill. Đó chính là lượng đam của skill bây giờ sẽ tính theo phần trăm thay vì dựa trên lượng đam cơ bản. Đồng nghĩa với việc là khi mà các bạn chơi game thì các bạn có thể cảm nhận được là có một số cạc nó rất là mạnh và một số cạc nó rất là yếu chẳng hạn, nó hơi khó chịu khi mà các bạn chơi. Thì việc thay đổi lần này nó sẽ giúp cho cái game của AC Infinity sẽ cân bằng hơn rất là nhiều. Và cái sự thay đổi này thì các bạn chắc các bạn có thể thấy được sau khi mà chơi một vài ván trong game. Và những cái sự thay đổi này sau khi mà hết 2 tuần này thì có thể những cái sự thay đổi này sẽ lại một được nhà phát hành thay đổi một lần nữa dựa trên sự đánh giá của cộng đồng. Cho nên là chúng ta hãy cùng theo dõi để xem là đầu mùa 20 sự thay đổi này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Ngoài ra thì có một thay đổi rất là nhỏ về PvE, đó chính là bây giờ đam chí mạng của PvE max là 200%, để tránh cho việc là khi mà các bạn chơi các bạn có chơi chơi PvE, các bạn có cái moral rất là cao thì các bạn gây quá nhiều chí mạng cho pet đối phương, cho cái con AI thì con quái vật thì chơi nó dễ dàng quá, thì nhà phát hành tăng độ khó của nó lên. Đấy, đây là một sự thay đổi rất là nhỏ thôi. Ngoài việc tung ra một cái bản cập nhật về sức mạnh thì AC Infinity lần này cũng tung ra một event, một sự kiện mới. Đó là sự kiện thả đầu năm, thả pet đầu năm, có nghĩa là bạn sẽ thả con pet AC Infinity của bạn, con pet AC của bạn về rừng. Và bạn sẽ nhận được một trong 5 item về land item đấy. Nó là, không phải land item mà là Lunar New Year item, vật phẩm Tết năm mới. Và ngoài ra thì bạn cũng sẽ được một vé để có thể vé bốc thăm để tham gia vào cái bốc thăm giải thưởng, cơ hội nhận được những cái vật phẩm như là 5 AC Infinity Origin Coin. Thì cái AC Origin Coin này có thể đổi được những con pet original. Và sản phẩm, những cái vật phẩm tiếp theo đó chính là
Kitsune Mystic Line Item, có nghĩa là vật phẩm dành cho cái game sắp tới mà Axie Infinity sẽ ra mắt. Đấy. Ngoài ra thì còn có 100 winner khác cũng sẽ nhận được cái Coin Gecko hoặc là Gambari Krypton Epic Line Item. Đấy. Thì việc tung ra cái sự kiện lần này để làm nhằm giảm cái nguồn cung, nhằm giảm cái tổng số lưu lượng của con pet Axie Infinity này. Hiện tại thì có khoảng 10 triệu con chẳng hạn, thì nó sẽ làm giảm số lượng xuống và sẽ làm tăng giá trị thực sự của pet lên. Và nó cũng giúp kiểu ổn định cái nguồn cái game này hơn. Thì hiện tại mình cũng sẵn tiện mình đang có một con pet ở đây thì mình cũng thử thả một con về rừng nhé. Hiện tại thì có khoảng 9.844 người tham gia và đã có khoảng 24.000 con pet được thả. Thì các bạn có thể nhìn thấy có con có một người được thả pet nhiều nhất là thả 99 con liền. Đấy. Và mình cũng sẽ thử thả một con xem. Đây, thì đây là cách thả. Các bạn vào Lumasian Express trong cái chợ Marketplace của Axie Infinity. Các bạn kích vào phần chữ Learn More. Đấy, thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng như thế này. Đấy, thì đây là một trong 5 item mà các bạn có thể nhận được. Thì trong đó, cái item Absorb Firecracker với lại là Traditional Snackbox là hai cái item này đây, là có tỷ lệ lớn nhất là 35%. Cái Crimson Tiger, cái cuối cùng này là cái hiếm nhất, là chỉ có 1% thôi. Đấy, thì mình cùng thử thả một con nhé. Đây, các bạn kích vào Release, UnRC. Đấy, xong các bạn chọn con pet mình muốn thả. Thì còn mình có sẵn một con đây thì mình thả luôn. Đấy. Đây, xong bạn tích vào I understand, có nghĩa là tôi hiểu rằng con AC này sẽ không còn là của tôi nữa và có thể trở thành một vật phẩm hữu dụng tiếp theo, một vật phẩm hữu dụng hơn trong future, trong tương lai. Đấy, thì mình kích vào xong mình nhấn thả. Đấy, thì một cửa sổ hiện ra, bạn nhấn confirm. Đấy, để xem mình sẽ nhận được gì nào. Ồ, quá nhỉ. Chắc là đông người thả quá cho nên là nó hơi bị lag. Thì sự kiện lần này sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày. 31 ngày, chính xác hơn. Ồ. Tạm biệt. Goodbye friend. Xin tạm biệt. Rồi, các bạn sau khi thả xong sẽ chờ một lúc. Các bạn kích vào view LNE item. Cái item này các bạn sẽ có thể lấy ra vào cuối sự kiện. Thì đây, mình được một cái Assault Firecracker hết. Đấy. Đây chính là sự kiện event năm mới của Axie Infinity. Chúc các bạn may mắn. Vừa rồi mình đã nói ra toàn bộ những cái cập nhật, những cái sự thay đổi của Axie Infinity trong mùa vừa rồi để có thể tiến tới mùa tiếp theo. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Coin 68 TV để có thể cập nhật tiếp những cái sự thay đổi khác về của Axie Infinity nhé. Rồi, hiện giờ thì chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.